Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Nơi có thời tiết biển cần lưu ý nhất trong những ngày này vẫn là khu vực giữa và Nam Biển Đông. Trong 3 ngày tới, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ngang qua khu vực giữa Biển Đông, nên khu vực giữa và Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa cũng như các vùng biển ven bờ từ Bình Định đến Bình Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông rải rác. Bà con ngư dân tiếp tục đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông, đặc biệt là trong khoảng thời gian về chiều và tối. Trong khi đó, các vùng biển còn lại của phía Bắc bao gồm Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, gió đông đến đông nam thổi yếu, tình trạng biển bình thường cùng thời tiết không có xáo trộn, đặc biệt và thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Đến với hải trình ra vào các đảo. Thưa quý vị và bà con ngư dân, khu vực Vịnh Bắc Bộ trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ. Trong đêm nay và ngày mai có gió hướng đông nam thổi yếu nên sóng thấp dưới 1,75m. Ngoài ra, thời tiết ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng và thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên tuyến hải trình này. Dọc theo vùng biển miền Trung, trong đó có tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn. Trong đêm nay, ngày mai, gió có hướng đông nam hoạt động với cường độ yếu nên không gây biển động, sóng cao dưới 1,75m. Thời tiết về chiều có thể nhiều mây, tuy nhiên mưa rào chỉ xuất hiện ở một vài nơi nên ít gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Xuống đến tuyến hải trình Vũng Tàu đến Côn Đảo, trong đêm nay và ngày mai, gió có hướng Tây Nam với cường độ ở khoảng cấp 4, có lúc đạt cấp 5, nên sóng cao dưới 2m. Ban ngày, thời tiết nắng ráo, nhưng về chiều và tối, mưa dông xuất hiện rải rác, nên tàu thuyền cũng nên lưu ý với tầm nhìn giảm hơn trong cơn mưa. Chuyển sang tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, gió Tây Nam tại đây cũng hoạt động yếu nên biển lặng, sóng nhẹ. Lưu ý về chiều và tối, mưa dông xuất hiện rải rác nên tàu thuyền vẫn cần cảnh giác. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.